À, dạ em xin phép kính chào anh chị ạ. Thưa anh chị, hôm nay là ngày 27 tháng 2 năm 2022. Em tên là Định ở Kon Tum, số điện thoại liên hệ là 0973 821 399. Thưa anh chị, hôm nay bên em cũng tiếp tục giới thiệu đến cô anh chị một số các mặt hàng của phong lan rừng Tây Nguyên Kon Tum. Thì hôm nay bao gồm các loại như sau cô anh chị. Đầu tiên là cái quế tháng 8 của chị, hay gọi là quế trắng tháng 8 của chị. Cái dòng này thì hoa rất là thơm và nó rất dở dở trong nè cô anh chị. À, thì hôm nay tụi em có nguyên bản cũng có cô anh chị và các cái hàng rời cũng có, đã có anh chị sưu tập. Tiếp theo cái hoàng thảo đơn cam của chị, hôm nay tụi em bán 100.000 một phần của chị. Thì bữa trước tụi em bán 120.000 một phần, tụi em đã giảm xuống 100.000 rồi của chị. Thì tụi anh chị cái hàng đơn cam thì nói chung là cái hàng rừng ở Kon Tum bữa nay nó rất là khan hiếm rồi của anh chị. Và nói chung là cộng với người ta họ khai thác nguyên bản thì cái mức giá nó đôi khi nó sẽ nhân xíu của chị. Người con chị sưu tầm thì cũng rất là mong ủng hộ anh chị. Nói chung là các đơn hàng này tụi em cũng không có bán lời bao nhiêu đâu anh chị. Cái hoàng thảo đơn cam này 100.000 một phần, tụi em có 12 phần của anh chị, thì tụi em có chia đều các phần của anh chị. Và cái hoàng thảo tam màu sắc anh chị, cái dòng này cái dòng thân thòng, và nói chung là cái này thì mùa này đang vào mùa nghỉ của anh chị, nó chuẩn bị có hoa rồi anh chị. Có chị sưu tầm thì có thể về nhà chơi hoa được con chị. Cái hoàng thảo tam sắc hôm nay tụi em có 2 phần. Tiếp theo là cái giáng hương của chị. Giáng hương hôm nay tụi em bán kg, phần này tầm cỡ 2,5 kg của chị. Tụi em bán với giá là 250.000 thôi. Nếu người hôm nay chủ yếu là cây lớn và đẹp thôi con chị. 250.000 cái cả đống giáng hương này con chị. Và cái giáng hương thanh lý con chị. Giáng hương này nó loại ngọn sơ sơ thôi anh chị, tụi em bán 70.000, này tầm cỡ cái rưỡi của anh chị. 70.000 thì cô chị vừa ghép ạ. Tiếp là các loại khác như là cái kiều cam mở gà của anh chị. Thì một số thân nó đã đang hoa của chị. Cái này hoa của cái phần này là của anh chị. Tụi em mới vừa cầm nó bị rớt cái cuốn ra đây của anh chị. Đây. Đây, cái mặt hoa nó, cái dòng này thì hoa nó, các cái hoa nó xếp rất là dày trên cái chuỗi hoa của anh chị, và nó tương đối nó thơm, nó mặt hoa như thế này. Cái kiều cam mở gà này, thì hôm nay tình trạng cây cũng rất là đẹp của anh chị, tụi em cắt tia rất là gọn gàng, của anh chị sưu tâm. Tiếp là cái hương quên đi, có một phần duy nhất thôi anh chị, và hôm nay có hai cái phần tiếu hoàng đỏ hay gọi là giáng thu của anh chị. Cái tiếu hoàng đỏ cái dòng này nó cũng hiếm đó của anh chị. Tụi em hôm nay bán 2 phần, mỗi phần 140.000 của anh chị. Xin nào con chị xem kỹ thì con chị lựa chọn. Tiếp theo cái thanh đạm con chị, tụi em bán 40.000 này. 40.000 như này. Và cái combo cũng khá là nhiều loại của anh chị. Tụi em xin nào sẽ đọc tên và báo giá của anh chị luôn. Cái hôm nay thì cái hạt đỉnh nâu của anh chị. Cái dòng này thì nó rất là dở trong, và hoa nó tới hoa cái dịp Tết đó cô chị, hoa to nữa, bờ rất bền hoa nữa, có một phần duy nhất thôi. Cái combo số 2 này, combo này tụi em bán 40.000 cô chị, gồm có cẩm cù, rau mực và một số loại khác này cô chị. Cái combo này 40.000. Thế là cái loại trứng bướm dài cô chị, cái dòng này thì cô chị sưu tầm rất hay cô chị. Cái đặc điểm cái thân lá thì rất đẹp luôn, hoa này cũng đẹp cực kỳ của anh chị. Phần này tụi em bán 90.000. Thế là cái bốn cái phần lăng lọng của chị, lăng lọng thì mỗi phần như này tụi em bán 30.000. Cô chị vừa ghép một chậu cũng thoải mái đó anh chị. Mà bốn phần. Thế là cái liều cánh tua hay gọi là hoàng thảo tua anh chị. Hôm nay tụi em có 2 phần thôi, một phần dài là một phần ngắn. Mỗi phần 90.000. Thì cô chị liên hệ đặt hàng thì có thể gọi trực tiếp cho bên em đầu số là 0973 821 799. Con chị cũng có thể nhắn tin hay gọi điện con chị. Thì các đơn hàng bên em bán này chưa bao gồm cái cước phí vận chuyển. Cước phí vận chuyển là do bưu điện thu của anh chị. Thì con chị đặt hàng thì hàng đến là kiểm tra hàng trước khi nhận con chị. Và nói chung là con chị cũng hết sức thông cảm, bởi vì lan tươi thì vận chuyển đi xa là có thể nó héo hạt được vàng đôi tí con chị. Thì cũng con chị cũng hết sức chia sẻ và thông cảm vấn đề đó. Đầu tiên tụi em giới thiệu trước cái thanh đạm con chị. Thanh đạm phần số 1 40.000. Tụi em quay cái da hành của chị và cái lá như thế này. Cái này thì ở chỗ em người ta gọi là thanh đạm nâu của chị. Em thấy nó rất là hay. Cái bộ lá nó
nó cứng nhưng không phải nó mềm của chị. Nói chung là cứng hoàn toàn thì không phải. Nó em thấy nó đa số các cái dòng thanh thanh đạm thì em thấy cái bộ lá nó mềm hơn như thế này. À, này thì nó hơi, hơi cứng, có lẽ là ăn nắng thôi cô chị, ăn nắng nó tím và nó cứng hơn xíu thôi. Đó. Còn một dề này, à, hai dề này, à, ba dề này, à, bốn dề này, à, năm dề này, à, sáu dề này. À, sáu dề này cô chị trồng chậu cũng to luôn cô chị. Cái này thì cô chị về trồng giá thể có thể là vò thông hoặc than cũng được cô chị. Nếu mà cô chị ở những vùng nóng thì ở trên lớp 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 thông hoặc vỏ than của chị có thể phủ thêm ít rêu hoặc sợi dừa của chị cho nó giữ ẩm nên ẩm cho lan. À, phần thanh đạm 40.000, tức là cái combo combo này em tạm gọi combo số 1 của chị. À, phần này tụi em bán giá 100.000, cô chị sưu sưu tầm. À, thì cái này bao gồm có một cây cây tiêu hồng đỏ lớn của chị. À, nó cao lắm của chị, kích cỡ này. À, và à, nói chung là cái mùa vừa hoa mùa trước tới ba vừa hoa luôn. Còn hiện tại thì nó đang nhú một cái vòi hoa, tuy nhiên thì có lẽ là sang năm nữa con chị chơi con chị, bởi vì nó hình như nó bị héo con chị. À, một cây tiêu hồng đỏ lớn này. À, con chị sưu tầm thì có thể sưu tầm những phần này. À, thế là cái một cây gấm Thượng Hải. À, cây này thì nó loại tí ngọn con chị, tuy nhiên nó hiện tại nó em thấy nó đã mọc cái ngọn khác lên này con chị. À, những cái dòng đơn thân rời gió thì lỡ mày nó lỗi ngọn thì nó sẽ mọc lại ngọn khác kế cận ở bên thân thế này. Một cây gấm Thượng Hải này. À, tiếp theo là cái loại sơn môi rừng của chị, dòng này hoa màu đỏ và hoa to và đẹp lắm của chị. À, cũng khá là sai hoa, cái đầu nó một chùm hoa thế này và hoa màu đỏ khá đẹp. À, này thì có một giờ này thôi, một giờ đây, một giờ này của chị. À, và các cái loại khác như là như đây là cái thanh đạm ba gân sao của anh chị, à, một 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 nhánh này. Và các cái loại khác như là cái len này của anh chị, len, à, và như lăng như tay tay dê này của anh chị, đây tay dê này. Nhánh này thì tụi em cũng chưa phân biệt được tên của chị, biết là loại gì mà lá nó khá khá đẹp. Đây. À, thì cái gói combo này 100.000 là cô chị sưu tầm ạ. À. À, cái combo số 1. Cái hạt đỉnh nâu. À, thưa anh chị, cái dòng này trên em thì mới hôm nó nhiều lắm cô chị. Tuy nhiên thì cái này thì em thấy dạo gần đây thì nó rất ít cô chị. Anh em mà khai thác về thì nói chung lâu lâu thì mới gặp cô chị. À, thì cái này thì gồm có một dê này cô chị. Dê này là một củ này, hai củ này, ba củ, ba bốn củ gì đó. Đây, nếu mà tính củ cá lá của chị, một củ này, hai này, ba bốn củ này. Những củ này là có lẽ là củ già. À, cô chị về nếu mà muốn cho nó lên nhiều mầm con thì cô chị tắt cái củ già của cô chị. À, tuy nhiên cô chị muốn cái khỏe thì cô chị đợi nguyên 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 dê này cô chị trồng. À, cũng có một dê này, à, hai dê này, à, và ba dê hạt đỉnh nâu. Ở dòng này hoa to và hoa có thể trúng vào dịp Tết của chị. À, hoa bền hoa nữa. Hạt đỉnh nâu nó dở trồng cực kỳ luôn anh chị, 150.000. Cái giá này thì đôi khi nó có thể nó đắt con chị, đắt hơn sau mỗi hôm tụi em bán. À, bởi vì anh em họ về bán sao tụi em bán vậy thôi con chị. À, thế là cái combo số 2 này, à, tụi em bán với giá là 40.000 combo số 2 con chị này. Một khúc nguyên bản rau mực con chị, à, cắm cắm cù này, à, và hình như là một số cái phần rau mực nó rơi nữa cô chị. À, này cắm cù này, à, này chủ yếu là cắm cù với rau mực. À, tụi em bán 40.000 để cô chị sưu tầm. À, tiếp theo là cái trứng bướm dài thì thú thật cô chị là cái dòng này thì cô chị sưu tầm thì thấy nó rất là quý cô chị. À, cái dòng này thì cái thân và lá này nó rất đẹp. À, cái này thì một dời này, hai hai dê được không chị, không biết là dê hay là người ta bó lại không biết nè, hình như dê sao con chị, hai dê và ba dê được con chị, ba dê trứng bướm dài. Ờ, thì mà bán giá 90.000. À, thế rồi các phần thanh đạm lọng lăng lọng của chị, lăng lọng thì tụi em bán 30.000 một phần. Lọng này thì hình như có hai loại lọng của chị, một lọng thì cái giá hành là tròn,
và lá nó màu tím thế này. À. Và cái loại lòng thứ hai là như lòng thứ hai là lòng xòe không các chị. Đây lòng lòng thứ hai hai này. Có nghĩa là tụi em có bốn bán bốn phần. À, phần này cũng có hai loại lan hai loại lòng các chị. Đây, phần số 1 này. À, 30.000. À, phần số 2 đây con chị, nó cũng có lòng xòe và lòng thân thân tròn. À, cũng giá 30.000. Trồng một chậu lớn của chị. Phần số 2 này. À, số 3 này của chị. À, phần số 4 này. Cứ mỗi phần 30.000 thôi. Rất là nhiều luôn. À, thế là cái kiều cánh tua hay gọi là hoàng thảo tua của chị. Trong này thì hoa màu vàng và cái cánh nó tua tua. À, con chị cũng có thể phân biệt được so với cái kiều môi tua của chị. À, ở chỗ hoa. À, kiều môi tua là hoa nó tua, cái môi nó tua. Còn cánh tua là cái cánh nó tua của chị. Nó khác. Dòng này thì nó em thấy nó rất là sai hoa và hiện tại nó đang nụ hoa chị. Con này bao gồm cả một dề con chị. À, thế là giờ số số 2 này. À, giờ số 3 này. À, 3 dề này. À, tôi đã cắt tia hết. À, nhưng con chị vừa trồng nó đẹp luôn. À, 90.000 kiểu con tua số 1. Kiểu con tua phần số 2 này. Con này thì ngắn hơn con chị. À, tôi bán với giá 90.000. Phần số 2 này. À, bao gồm cả một giờ đây con chị. À, một giờ này. Tiếp bây giờ số số 2 này. À, giờ số 3 đây con chị. Nó ngắn ngắn như thế này nên tuy nhiên nó vẫn nụ hoa bình thường của chị. 4 giờ này. À, 5 giờ này. À, 6 giờ này. À, 7 giờ con chị. 8 này. À, 9 à, 10 này. 11 12 nó có lẫn một cái dề kiều ca mở gà bên đây con chị. À, thì phần này tôi bán 90.000. À, tiếp là cái dáng hương của chị. Dáng hương này cái kích cỡ cây thì nó tầm như thế này thôi con chị. À, hàng hôm nay lá chủ yếu là xếp thôi, rất là đẹp. À, tầm cỡ 2,5 kg tôi bán giá 250.000. Đây con chị. À, đây. Tình trạng cây như thế này. Hàng tươi ạ. À, một phần thế này tụi em tầm 2,5 kg tụi em bán với giá là 250.000. Đó. À, kè đóng luôn các chị. À, thế thôi cái dáng hương mà cái hàng bị lỗi tụi em thanh lý con chị, tụi em bán 70.000. Này. Đây, từng này con chị. À, có nghĩa là cái phần này thì chắc chắn nó sẽ không có lỗi ngọn của chị, tụi em lọc ra tụi em bán. À, và tiếp theo các cái phần kiều ca mở gà thì tôi em giới thiệu sơ sơ qua cái mặt kho của chị. Mặt kho nó tương tự như thế này. Đó, kiều ca mở gà này. À, thì, đầu tiên là phần số 1 hàng giống tôi bán giá 80.000 con chị. Cái này thân ngắn thôi, thân ngắn nói chung không phải thân tơ con chị. À, thân ngắn. Tôi có 1 về này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 giờ gì đó. Nói chung là phần này thích hợp của chị mua về ghép vào gỗ hay lũa của chị. À, một phần nó xâm xuê luôn. À, với giá là 80.000. Kiều ca mở gà số 1. Kiều ca mở gà phần số 2. Phần này 150.000. À, gồm có 1 dề đây của chị. 2 dề kích cỡ đây của chị. À, 3 dề này. À, 4 dề này. À, 5 dề này. À, 6 dề này. À, 7 dề này. À, 8 dề này. À, 9 dề. À, 10 dề này. À, 11 dề của anh chị. À, 12 dề này. 13, 14 dề. À, thưa anh chị, cái này thuộc dòng thân mập anh chị và thân nó hơi vuông. À, cái bên này cũng vậy. Nói chung là nó ngắn ngắn thôi, tuy nhiên thì thân nó rất là mập. À, hiện tại thì chỗ em đang vào cái mùa mùa khô anh chị, thành ra nhìn nó thế này. À, khi cô chị mua về ghép thì nó sẽ nhanh là phát triển. À, phần phần số 1 80.000, phần số 2 là 150.000. À, tiếp theo cái kiều ca mở gà phần số 3 là 130.000 của chị. À, bao gồm có một dê này. À, cái với vô về hoa lúc nãy gồm có một giờ đây con chị. Cái giờ số 2 này. À, giờ số 3 đây con chị. À, giờ số 4. À, giờ số 4 con chị. À, giờ số 5 này. À, giờ số 6 này.
Và giờ số 7 này, đơn vị 7 giờ nữa này, tôi em bán giá 130.000 QKMGA phần số 3. Tôi QKMGA phần số 4. À, phần này tôi bán giá 150.000. À, thì bao gồm có 1 giờ này con chị. À, giờ số 2 này. À, các phần điều thân nó mập như thế này hết con chị. À, 3 giờ này. À, thế là giờ số 4 này. À, giờ số 5 này con chị. À, giờ số 6 này. À, giờ số 6. Và giờ số 7. À, 7 giờ. À, cái giờ này con chị. Em thấy nó rất hay kiểu ca bờ gà. Tuy nhiên ra hoa thì em thấy nó tím tím ban đầu. Tuy nhiên chắc chắn là đây là không phải kiểu tím đâu con chị. Bởi vì cái bộ lá rất là mỏng. À, kiểu tím thì lá nó dày con chị. À, cái hoa thế này em cũng biết ra hoa thế nào nữa. À, phần này 150.000. Cái kiều cam mở ga phần số 4. Thế là cái kiều cam mở ga phần số 5. Phần này phần hàng đẹp của anh chị. À, em thấy đẹp cực kỳ luôn. Bởi vì thân dài tầm cỡ 50-60cm. Và thân tơ khá nhiều. Lá đẹp nữa. Phần này là 260.000 này của anh chị. Đây, đầu tiên tụi em sẽ đi từng giờ của anh chị. Đầu tiên giờ số 1 của anh chị. Đó. À, giờ số 2 này. Giờ số 2. À, thưa anh chị, giờ số 1 thì cái này thì mới vừa trái vào hoa con chị. À, con chị cũng thấy cái vòi hoa nó mới vừa ra xong. À, nó khi bị lỗi con chị mua về cơ thở chơi là lấy mầm gốc mà con chị. À, thế là cái giờ số 2 này. Giờ số 2 thì lá cực kỳ đẹp luôn. À, và thân thì rất là mập mạp anh chị. À, giờ số 2 này. À, thế thế là bây giờ số 3 là một cái khúc nguyên bản. Thực ra là cái khúc này là nó sai thân lắm cô chị. Tuy nhiên thì một số sai sót người ta họ khai thác nó bị gãy thì tụi em cắt đi cô chị. Thì những cái góc này có thể là lên mầm góc bình thường cô chị. À, cái này là nguyên bản này. À, cái lá này thì cũng khá đẹp luôn. To và nó tương đối nó tròn. À, tiếp theo là đây giờ tiếp theo rồi. Giờ này thì lá nó cũng rất là đẹp đây. Nói chung là cái phần này tôi bán giá 260.000 đây con chị, phần số 5 QKMGA 260.000 nè. À, thế là cái hương vani, cái dòng này hoa nó thơm mùi vani con chị. À, phần này 70.000. À, gồm có 1 giờ đây, 2 giờ đây con chị, 3 giờ này, 4 giờ này, 5 giờ, 6 này, 7 giờ này, 8 này, 9, 10. Hình như 9 giờ xong rồi chị mới lẫn một cái nhánh nhánh thập hoa xong rồi chị. Đây vừa vani này, đây như là thập hoa này, thập hoa thân mập hơn. À, phần này 70.000 vani. À, tiếp theo là hai cái phần tiêu hoàng đỏ hay là gọi là giáng thu của chị. Cái dòng này thì một số thân thì hiện tại nó đang nụ hoa thế này. À, nói chung tụi em sẽ bán chính cam kết chính xác cái dòng mà tụi em đã đọc tên của chị. Nói chung cái này tụi em bán rất là nhiều và hiện hoa thì cô chị mua về số hoa nó trúng hết của chị. À, chứ tụi em không có thể nào mà bán lẫn với các loại khác được. À, tiêu hoàng đỏ hay gọi là giáng thu. À, phần số 1 140.000. À, bao gồm có một cây đây con chị. Như cây số 2 này. Cây số 2 đây. Đôi khi hàng rừng có thể nó loại tí con chị. Con chị về trồng thì nó sẽ mọc ngọn khác thôi. À, hoặc là từ từ con chị chăm nó sẽ đẹp lại con chị. À, hai ngọn này. À, còn số 3 này. À, tím liệm của chị. Thưa anh chị, những cái phần thân nó tím á, thì đôi khi nó sẽ ăn nắng nhiều. Hoặc là những khu vực mà nó ít chất dinh dưỡng nó mới tím thế này con chị. À, em thấy rất là nhiều nơi người ta họ bán cái lá tím càng tím á, thì giá càng cao. À, tuy nhiên thật ra thì cũng không có hoàn toàn con chị. À, những dòng đơn thân này thì em thấy nó ăn nắng càng nhiều á, hoặc là những khung mà nó nghèo chất dinh dưỡng á, thì cái bộ lá nó tím và nó sẽ dày hơn. À, em thấy cái đó là cái đánh giá của em thôi. À, tiếp theo là cây số 5 này. À, cây số 6 này. À, cây số 7 này. À, cây số 8 này con chị. À, cây số 9 này. Và cây số 10 này. Con chị tầm có 10 cây con chị. Tầm 10 cây tụi em bán giá 140.000. Thực ra những cái dòng này rất là dễ trồng con chị. À, tụi em
trồng thử đó, rất dở dở trồng cực kỳ luôn, nó giống như các dòng giáng hương hạt quế vậy đó, giờ dở trồng à, cô chị cũng cần thiết phải mua nguyên bản đó cô chị. Con này tụi em bán giá 140.000. Với cái giáng thu tiểu hoàng đạo phần số 2 này, con này 140.000. Gồm có 1 cây ạ. À, 2 cây này. À, 3 cây của anh chị. Tiểu cây số 4 này. Cây số 4 này là xếp rất đẹp. À, thưa anh chị, tụi em cố tình đỡ rỡ thế này của anh chị. Đỡ, nói chung là đỡ con chị về trồng thì nó cái kiểu như nó đỡ mất nước hơn con chị. À, 2 cây này. Cây số 3 này. À, cây số 4 này. À, cây số 5 này con chị. À, cây số 5 này đang nụ hoa gì đó. À, cây số 6 cũng vậy. À, cây số 7 này. À, 8 này. 9 này. Tầm 10. Tầm 10. 10, 11 cây gì con chị. Cái này bên nào sao? À, 2 phần, mỗi phần 140.000. Tiếp theo cái hòn thảo đơn cam con chị. Hôm nay tụi em có 12 phần. Mỗi phần là 100.000. À, thì cái đơn cam này thì nói chung hàng nguyên bản thì thành ra là giá nó hơi nhỉnh xíu anh chị, và cái kích cỡ cây ấy thì cô chị cũng xem từng phần của cô chị lựa chọn đó. Nói chung những cái phần đơn cam này nó ra hoa hết anh chị, tuy nhiên cái dòng có thể là nó dài, có thể nó ngắn, tuy nhiên những phần này nó đều ra hoa hết rồi. Cái dòng đơn cam thì hoa nó rất là rực rỡ màu cam nữa, rất là đẹp đó. Thì mỗi phần tầm cỡ 5 đến 6 khúc nguyên bản của chị đó. Phần số 1 là 100.000 như thế này. À, cái hàng này thì người ta họ leo lên cao, họ chặt con chị. À, một tay người ta vịn cây, một tay người ta chặt, thành ra đem về họ bán giá sẽ rất là cao. À, thì con chị xem nếu mà giá cả phù hợp thì con chị cũng rất mong cô chị ủng hộ phần số 1 này. À, với giá là 100.000. Phần số 2 cũng vậy, tụi em sẽ lựa các phần tương tự của anh chị. À, cũng với giá là 100.000. Đây. À, phần số 3 đây con chị, cũng với giá 100.000. Đây, số 3 cũng 5 6 ngọn gì đây. 5 6 khúc nguyên bản gì ạ? À, phần số 4 này con chị. À, thì cũng với giá là 100.000. Đơn cam phần số 5. À, cũng với giá là 100.000. Đơn cam phần số 6 này con chị. À, phần số 6 này. À, cũng với giá 100.000. À, nói chung là các phần sẽ đều như nhau. À, các phần thì cái thân nó đẹp thì những thân còn lại thì nó ít đẹp hơn những cái phần kia. À, tụi em sẽ đảm bảo nó đều của chị. Phần số 7 đấy, 100.000. Đơn cam phần số 8 đó con chị. À, số 8 này, với giá 100.000. À, phần số 9 này, cùng với giá 100.000. À, phần số 10 này, cùng với giá 100.000. À, một phần thì tầm gần 5 đến 6 thân nguyên bản, và cũng có một số phần là thân một thân rời của chị. À, thì tụi em báo trước của chị. Nếu như hôm nay nó nhiều hàng thì tụi em đi lượt thôi. À, một phần thế này thêm nó cũng không có quá đắt đâu cô chị. À, nó đắt hơn so với mỗi hôm hàng nó nhiều thôi. À, hàng rừng nó nhiều thôi. À, cho nên thật ra hàng rừng bữa nay nó khan hiếm thì cái mức giá này thì em nghĩ nó cũng vừa phải cô chị, và nó cũng đảm bảo công của người đi thu hái nữa. À, phần số 11 100.000. Phần số 12 này số 10 đây cô chị, 100.000. Số 11 này của giá 100.000. Còn số 12 này cũng có giá 100.000 của anh chị. À, tiếp theo cái phần hòn thảo tam màu sắc. Thì phần số 1 này với giá là 100.000. Số 1 là cái hàng dài của anh chị, kích cỡ như thế này. Tầm cỡ 5 6 đến 70 cm rồi đó. À, thì cả một đống thế này của anh chị. Tính về này nó hơi lâu. Hàng này dần thân thông. Cô chị mua về chơi hoa của anh chị, bởi vì hiện tại đang nghỉ, nó chuẩn bị nó ra hoa. Còn số 1 100.000 này. Hoàng thảo tam sắc có phần số 2 tụi em lựa ra anh chị, phần này 50.000 thôi. Nó nhiều giờ tuy nhiên là nó ngắn hơn. À, 50.000 phần hoàng thảo tam sắc này. Và tiếp theo các phần quế tháng 8, hay gọi là quế trắng tháng 8 anh chị. Thì cái dòng này rất là thơm và hoa nó thơm và nó dở trong cực kỳ của anh chị. Còn số 1 nguyên bản là 130.000. Gồm có một khúc này anh chị, một ngọn này, hai ngọn này. Tiếp theo cái khúc số 2 này anh chị. Khúc số 3 này, con này 130.000. Quế tháng 8 nguyên bản số 1. À, cái hàng nguyên bản thì lợi thế con chị mua về đặt vào chậu và tưới chơi luôn. Nên con chị đỡ công chăm sóc hơn. À, phần số 2 nguyên bản còn có một cây này. À, cây số khúc số 2 này, khúc số 2 là 3 ngọn, 4 ngọn là con chị. 1 2 3 này. Và ngọn nhỏ nhỏ này là 4 ngọn này. Con này 100.000 nguyên bản số 2.
Tiếp theo nguyên bản phần số 3. Phần này cũng 100.000, gồm cả hai khúc. Một khúc này gồm có một ngọn này, hai ngọn này, ba ngọn các chị. Và ngọn số 3 này. Khúc số 2 này, tổng cộng là 4 ngọn lớn nhỏ 100.000. Tiếp theo cái cuối tháng 8 nguyên bản phần số 4 80.000. Gồm có một khúc gồm có hai ngọn các chị. Tiếp theo cái khúc số 2. Khúc 2 thì cũng hai ngọn. Tổng bán giá 80.000. Tiếp theo cái cuối tháng 8 nguyên bản phần số 5. 110.000. Gồm có một khúc các chị, gồm một khúc gồm hai ngọn này, ba ngọn chứ. Một ngọn, hai ngọn và ba ngọn. Và cái khúc nguyên bản số 2 này, khúc nguyên bản này khá đẹp của chị, gồm có ba ngọn luôn. Phần này tôi bán giá 110.000. Thế cái thứ hai là cuối tháng 8 nguyên bản phần số 6 này, 130.000. Bao gồm có một khúc của chị. Một khúc với nguyên bản này. Thế là khúc số 2 này. Khúc số 3 đây. Ba khúc này tôi bán giá 130.000. Quân 8 phần số 6. Tôi quân tháng 8 phần số 7 này, phần này 100.000. Thì bao gồm có một khúc và ba ngọn của chị. Con chị mua về đặt vào chậu rồi nó thớ như thành luôn. Đây. Hai khúc với giá 100.000. Thế các phần của tháng 8 số phần số 8 này, phần hàng giống này. Số 8 và số 9 hàng giống với giá 90.000 của chị. Bao gồm có một ngọn này. Kích cỡ như thế này của chị. 2 này, 3 này. 4 này, 5 này, 6 này. 7 này. 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15 ngọn với giá là 90.000. Quân 8 phần số 8. Thế rồi quân 8 phần số 9 thì nó cũng tương tự số 8 thôi. Cũng với giá 90.000. Với một ngọn này. 2 ạ. 3 này, 4 này, 5 này, 6, 7, 8, 9, 10 này, 11, 12 này, 13, 14, 15 ngọn này thế này các chị với giá 90.000. Thế là cái quân 8 phần số 10. Số 10 thì với giá là 90.000. 90.000 thì những phần này em thấy nó đủ sức cho hoa rồi anh chị. Kích cỡ thì nó lớn hơn. Đầu tiên là cái ngọn số 1 này, giờ số 1 gồm có một giờ tự nhiên hai ngọn anh chị. Số 2 này, số 3 này, số 4 này, số 5 này. 5 ngọn thế này. Các chị mua trồng được chậu anh chị, với giá 90.000 thôi. Thế cái quân 8 phần phần số 10 11 80.000. Còn có một ngọn này, hai ngọn này, ba ngọn này, bốn ngọn này, năm ngọn này. Năm ngọn này thì tôi bán với giá là 80.000, cũng chậu các anh chị. Thế quân 8 phần số 12 70.000. Bao gồm có một ngọn này các anh chị, hai ngọn này, ba này, bốn này và năm ngọn này. Tôi bán với giá là 70.000 thôi. Số 12 quân 8 phần số 13 là 80.000. Kích cỡ thế này các anh chị. Gồm có một ngọn này, hai ngọn này, ba này, bốn này và năm ngọn này. Năm ngọn này tụi em bán với giá là 80.000. Thế là quân tháng 8 bằng số 10, 14. Phần này 80.000 luôn anh chị. Còn có một ngọn này. Hai ngọn này. Ba này. Bốn này. Và năm ngọn. Năm ngọn thế này tụi em bán với giá 80.000. Thế là quân tháng 8 phần số 15. Phần này là 170.000 luôn anh chị. Phần này cây nó đẹp. Đẹp hơn so với các phần kia rất là nhiều của anh chị. Tụi em sẽ quay kỹ của anh chị xem. Phần này gồm có một cây này. Cái số 1 này. Nó xếp đẹp cực kỳ của anh chị. Tiếp theo cái số 2 này. Cái số 2 này. Tiếp theo cái số 3 đây. Cái số 3 này con chị. Cái số 4. Tiếp theo cái số 5 này. Cái số 5 này nó cũng là xếp, nhưng là xếp ít đẹp hơn so với 4 cái kia tí. Tuy nhiên nó đều kích cỡ con chị. Con chị mua vào trong chậu đẹp hơn. 150.000. Tiếp theo quên tháng 8 thằng phần số 16, phần này 170.000 luôn. Phần này thì nó rất là đanh cây của anh chị. Cây khỏe, em thấy lá nó rất là khỏe. Còn một ngọn này. Tiếp ngọn số 2 đây anh chị. Ngọn số 3 này. Ngọn số 4 này. Ngọn số 5 này. Đây, 5 ngọn đều như nhau luôn. Tụi em bán giá 170.000. Lên chậu thì tuyệt vời luôn. Chưa tới cả phí ship là chưa tới 200.000 rồi anh chị. Con chị lên chậu thì đẹp cực kỳ ạ. Phần số 16. Tiếp theo là quân 8 phần số 17. Phần 7 là
cây lớn của anh chị, con này 180.000, gồm có một cây này, cây số 2 đây, quên, tụi em cái phần số 17 này tụi em chọn cho con chị về ghép gỗ của chị, nói chung con chị ghép cột vào khúc gỗ thì được cái hướng ngọn nó hướng sáng thôi con chị, hai ngọn đây, ngọn số 3 này, ngọn số 4 này, ngọn số 5 này, ngọn số 6 này, 6 ngọn thế này con chị, qua tháng 8 này, tụi em có chọn riêng con chị về ghép gỗ lũa này, phần này 180.000, tức là cái cuối tháng 8 phần số 18, phần này thì cây nó rất là lớn con chị, phần này tụi em bán 200.000, thì bao gồm có một dề con chị, dề thì một dề gồm có một ngọn này, hai ngọn này, ba ngọn, bốn ngọn, năm ngọn gì đó, một dề này luôn, có một cái đầu ngọn cái lá nó bị gập tí con chị, một này, thế cái ngọn số 2 cũng ngọn lớn con chị, đây ngọn số 2 này, ngọn số 3 con chị cũng ngọn lớn, cái ngọn số 2 hình như cái ngọn đầu ngọn nó yếu yếu tí con chị. Phần này tụi em bán giá 200.000, phần qua tháng 8 phần ngọn số 18. Thì buổi tối hôm nay bên em cũng có một số các cái mặt hàng của Phong Lan Rừng Tây Nguyên, thì cũng xin kính giới thiệu đến cô chị, cũng rất là mong cô chị quan tâm ủng hộ. Em cảm ơn rất nhiều ạ.